заниматься, да? Да, да, я видел. Да, а, так, а многие сейчас не имеют работы, и у многих сейчас нет работы, тем более сейчас пандемия, да? А, chúng ta có từ pandemia, à, từ pandemia thì không phải là ai cũng biết đấy, à, vâng. Đó là cái từ đó là đại dịch đấy, pandemia đấy, đại dịch, à, pandemia, à, à, chúng ta có từ pandemia, trọng âm nó rơi vào y, à, từ này trọng âm nó rơi hơi lạ một chút, à, pandemia, chúng ta có từ pandemia đấy, pandemia, à, pandemia là đại dịch đấy, à. À, đó là đại dịch thông thường ấy, cái đại dịch toàn cầu nó gọi pandemia đấy. Так что эта пандемия называется, ну, коронавирус, да? А ты говоришь, да? Коронавирус. Коронавирус. А từ từ thông dụng à, да, từ thông dụng trên toàn thế giới gọi là COVID, đấy. COVID-19. Nên là coronavirus, tiếng Anh nó gọi coronavirus. Coronavirus. Да, да, да. À, coronavirus nó xuất phát từ cái corona, nó cái từ corona, đó. Đây nó có cái gốc từ là corona, corona có nghĩa là cái vương miện, corona, à. Đó, corona là cái vương miện, con virus này là cái hình giống cái vương miện nhưng nó gọi coronavirus, đó, так что, những cái từ này là ví dụ như là chúng ta có những cái từ thông dụng sử dụng cái từ này đó là gì, заражать là làm gây nhiễm đấy, à, làm nhiễm bệnh, заражаться là bị nhiễm bệnh, đó, заражать là кого, làm lây nhiễm cho ai, кого đấy, đó, à, thế còn ai tự lây nhiễm thì là заражаться đấy, заражаться, đó, заражаться, bây giờ sẽ nói câu là à, mỗi ngày có hàng chục người bị lây nhiễm. Каждый день. Каждый день. À, hàng chục thì người ta gọi là десятки. Десятки là hàng chục đấy. À, xuất phát từ cái từ десяток. Десяток là một chục. Десятки là hàng chục. Каждый день десятки людей, đấy. Людей. À, людей заражаются. Заражаются, đấy. À, заражается, да. Mỗi ngày có hàng chục người bị lây nhiễm. Каждый день десятки людей заражаются. Заражаются. Да. Và ví dụ như là cũng có hàng chục người được chữa khỏi bệnh. À, десятки людей вылечиваются. Вылечиваются. Десятки людей вылечиваются. Да. Có đuôi sa không thầy? À có. Вылечивается có nghĩa là những người đó được chữa khỏi bệnh đấy. À, thế còn nếu nếu không có đuôi sa thì là ai chữa khỏi bệnh cho ai? Đấy. Được chữa khỏi. Được chữa khỏi bệnh. Десятки людей вылечиваются đấy. À. Десятки людей вылечиваются. À, đó. Ví dụ như là có những cái từ có thể có từ nào khác nào? À, ví dụ như là карантин. 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 Đấy. Карантин là cách ly. Cách ly. À, карантин hoặc là người ta có thể изоляция là cách biệt, cách ly ai đó đấy. À, изоляция. Карантин đấy. Đó. À, жить в карантине. Жить в карантине. À, sống ở trong khu cách ly đấy. À, sống trong cái sự cách ly. Жить в карантине. Карантине. Đó. Bắt buộc phải cách ly. Обязывать. Обязывать. Обязать, đấy. Обязывать là bắt buộc. À, bắt buộc. Bắt buộc. Обязывать. Кого, đấy. Кого. Так, кого. Жить в карантине. Карантин. Bắt buộc ai đó phải sống ở trong khu cách ly đấy. Đó. Носить маски. Маску. Носит маску là đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang. À, đeo khẩu trang. Носит маску. Носит маску. À, соблюдать. Соблюдать. Дистанцию. À, дистанцию. Дистанцию. Là giữ khoảng cách. Да. Соблюдать дистанцию. Giữ khoảng cách. Да. À, так.
sâm lưu À, thất. còn tất cả tất nhiên là có những cái từ khác, ví dụ như là muchiruki đúng không? À, muchiruki, ruki, muchiruki tức là Rửa tay muchiruki mưa lầm, muchiruki mưa lầm, rửa tay bằng xà phòng đấy, xà phòng. rửa tay bằng xà phòng. À, nieskolika raz, ví dụ này, rửa tay bằng xà phòng vài lần đấy, đó. À, Đây. đó là những cái mà nó liên quan đến cái vấn đề dịch bệnh đấy. Mà Ok. tạc à, tạc à, à, khởi động mà chúng ta đã khởi động bằng cái cách chúng ta nói một vài cái từ mới và tập hợp từ sử dụng về dịch bệnh. À, à đấy. Это способ Đã, воспитания. Tạc. hospital. Đây. Ну А, сначала мы поговорим. Сколько мальчику лет? Сколько мальчику Сколько лет? мальчик? Сколько мальчику лет? Наверное, не помнишь, да? Да. Ну? Мальчик. Как мальчику? Мальчику лет. Сколько мальчику? Мальчику là cậu bé, да? Сколько мальчику лет? Да. Мальчика. Мальчику. À, magical. À, muốn hỏi tuổi thì hỏi ở cách 3 đấy. Ở Danh cách từ, 3. danh từ hỏi tuổi ở cách 3 đấy. Đấy, magical. Cho nên là magical liệt đấy. Con có magical liệt. Đấy. Да, Ему было 9 лет, да? да, À, ему, à, да, ему было, ему à, было 9 лет. Так, à, в каком классе он учится? Он учился в втором классе. А, да? В каком классе он Он учится? учился. А, так, сколько? В каком классе он учится? Когда Учиться. человек? О, да, он учится, да, он Он учится. учится. Он учится. А учится. chúng ta có thể sử dụng Да, ở cái thì hiện tại để mô tả đấy. Он да. учится во Учиться. втором. Во Во втором. втором, да? Во втором Во классе, втором да? классе. Во втором классе. Он учится во втором классе. Так, хорошо. Так, а почему он жил с бабушкой? Почему он Потому что жил с бабушкой? да, потому что его мать А, уже да, потому умерла. что я его мама. Его мама. А, тяжело Чья же заболела, лоб? да? Да. А, тяжело заболела и умерла, И да? И его умерла, умерла, да? А, да? И умерла. Так, а и кто, его да, его, тата. да, а кто его папа? Кто его папа? Кто его папа? Это Его добрая папа? женщина. Папа. Папу? Да, А его папа. папа, Кто? его папа капитан. А, его папа капитан, да? А, Да. капитан. Так. А что делает капитан? Что делает капитан? Он часто бывал в море. А, капитан. А, капитан управляет кораблем, да? Да. Капитан. А, что делает капитан? Có nghĩa là thuyền trưởng thì ông ấy làm cái gì? À, он Водит. управляет Да. кораблем. Корабль. Кораблем, Краб. да? À, ông ta lái tàu, да? Краблем. Капитан. Капитан là thuyền Да. trưởng. Что он делает? Он управляет кораблем, да? À, кораблем, да? Кораблем, да? Он управляет кораблем. À, ông ta lái tàu. Правильно, Краб. да? Краб. Да, Да, краб. я так думаю, да? Так, я так думаю, что он управляет кораблем. Вот так вот. А, хорошо. Так. А, куда отправил сына, капитан? Куда отправил сына? Куда А, правильно? капитан. А, во время каникул. 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 А, Каникул. да, во Каникул. время кап. Так. А, куда отправил сына капитан во время каникул?
Kanyiku. À, trọng âm rơi vào đấy đấy. Kanyiku. Là cái ông Da. thuyền trưởng này gửi con đi đâu trong cái kỳ nghỉ. Và vreme kanyiku là trong cái kỳ nghỉ đấy. Da. Đấy. Vremya canicul. Đấy. Capitan. À. Capitán Capitán atpravil Atpravil. atpravil Sim. đấy Da. atpravil sừng Suna. camu K babushke. babushke Babushke. đấy к бабушке в Да. деревне да В деревню. в деревню да Деревню. капитан Деревню. отправил сына к бабушке в деревню Во во время. время каникул да Каникул. каникул Каникул. да во время каникул так А, хорошо. Так. А что мальчик делал в деревне у бабушки? Что мальчик делал у бабушки в деревне? Мальчик много дела. А что он должен делать? Он должен Он должен купить покупать nếu mà xảy ra nhiều lần đấy thì là sử dụng động từ thể chưa hoàn thành on должен покупать что Хлеб. хлеб đấy on должен покупать хлеб так on должен покупать хлеб gì nữa nào Вода. носить воду đấy носить воду Да. on должен носить воду đấy носить воду так и что еще? И Помогать помогать в поле, да? В поле. в поле. Помогать бабушке в поле, да? Да. Так. Бабушке. Бабушке. Помогать бабушке в поле. Так, значит, он должен покупать хлеб каждый день, носить воду и помогать бабушке в школе, да? В поле. В В поле. поле. Так. Хорошо. Так, значит, а он вообще доволен жизнью в деревне? Он доволен? Он Нет. был доволен Нет. жизнью? Так, в деревне. Сначала Да. Да. Так вот, да? Он был доволен жизнью в деревне бабушкой, с бабушкой. за Так. бабушку. Сначала Сначала. ему не нравилось. Ему не понравилось, да? Не Ему понравилось. не понравилось. Да? Здесь Сначала в начале, как это называется? В начале. В в начале ему не начале. понравилось, да? Да, здесь Бабушка, да? Ба. бабушка или жить в Да, деревне. бабушка, да? Или Да. жизнь в деревне, да? Жизнь, да. В Жизнь деревне. с бабушкой. Да. А почему не нравилась бабушка или жизнь в деревне? Почему? Потому что когда в Мурманске он привык, Он привык. да, он привык, Тому, что к тому, к тому что, да, всегда сử dụng тому, cấu trúc, что да, cấu trúc то что, да, он привык к тому, что его, его все все жалели, жалели, да, его да, все жалели, да, да, его все жалели, да, вот, да. и он ничего не должен был делать, да? Он Да, ничего ничего не должен, не не должен должен, был не должен быть делать. делать, да. Да. Ничего он не должен был делать, да. Ну, хорошо, потому что все его жалели, потому что он маленький, да? Да. Да? Вот. Так, почему ему не понравился? Потому что он привык к тому, что он все жалели, его все жалели, он ничего не должен был делать. А тут ему, тут его заставляли, да? Тут его заставляли делать Да.
делать разные дела, да? Разные дела. Тут заставляли его делать разные дела. Заставлять là bắt buộc, да? Bắt buộc. Bắt buộc ai đó làm. Bắt buộc phải làm. Bắt buộc phải làm nhiều việc khác nhau, đấy. Bắt buộc. Да, да. Вот. А что мальчик делал, чтобы его не заставляли делать работы? Да. Что он сделал? Что он делал, чтобы его не заставляли работать? Что он делал, чтобы его не заставляли работать? Что он делал? Он делал плохо. Он пытался? Да. Cố gắng, да? Пытался là thử. Он пытался делать все дела плохо, да? Все дела плохо. Он пытался делать все дела плохо, да? Да. Так, хорошо. А как бабушка в этой ситуации поступала? Поступала là cư xử đấy. Cư xử. Bà đã cư xử như thế nào trong cái trường hợp đó, trong cái khung cảnh đó? Бабушка поступала в этой ситуации. Bà đã làm gì trong cái ngữ cảnh đó, cái khung cảnh đó? Бабушка поняла. Поняла. Бабушка все поняла. Поняла. Да, бабушка все. Все. Поняла. Trọng âm rơi vào A đấy. Бабушка все поняла. Да? Так. Так, поняла. Бабушка все поняла. Да? И что бабушка делала? И прямо сказала мальчику, да? Да. Что он должен? Должен работать. Да. Как положено? Как положено? Положено. 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 Tức là cần, rằng là cậu ta cần phải làm việc đấy. Đúng. Как положено? Положено. Có nghĩa là gì? Cậu ta cần phải làm việc. Như đã định đấy. Như đã định. Положено, tức là gì? Ấn định. Hoặc là quy định. Cậu ta cần phải làm việc theo quy định đấy. Đó. Он должен работать как положено. Có nghĩa là theo cái lệ, theo cái lệ thông thường đấy. Các положено đấy. Ví dụ cái từ положено thì có nghĩa là xã hội người ta quy định như thế đấy. Đó, ví dụ vậy. Что он должен работать как положено đấy. Как положено. Rằng là cậu ta cần phải làm việc theo cái lẽ thường đấy, theo cái lẽ thường. Да. И сопротивляться và chống lại đấy. И сопротивляться ему не удается. Не удается, tức là gì? Cậu ta không thể chống lại được điều đó đấy. И сопротивляться ему не удается. Có. Chúng ta đây. Đây chúng ta sử dụng động từ удаваться. Đấy. Cái câu trúc удаться. Người ta dùng cái cách 3. Đó, cộng với удаться và cộng với infinitive là ai làm được cái việc gì đó đấy. Ví dụ như là ему удалось. Ему удалось đấy. Đó, và cậu ta đã thành công làm cái gì đó. Ему удалось достать рыбу
rыбу из воды, да? Cậu ta lôi được con cá từ dưới nước lên, đấy. Ему удалось достать рыбу из воды, đấy. Đó, из воды. Cậu ta đã lôi được thành công cái con cá từ dưới nước lên, ví dụ vậy đấy. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy là gì nào? Đây là cái dạng câu này nó còn gọi là dạng câu vô nhân xưng nữa, đấy. Câu vô nhân xưng. Ему удалось. Đó. Thế còn ở đây chúng ta dùng đây là gì? Ему не удается. Ему не удается, tức là cậu khách ta không thể thành công để trong cái việc chống lại bà đấy. Đó. Так. Đấy. Вот так вот. Хорошо. А почему мальчик полюбил бабушку? Tại sao cậu bé lại trở nên là стал любить бабушку? Почему он стал любить бабушку? Почему? Мальчик стал любить бабушку. Один раз он и видел. Người Việt Nam mình rất dùng hai cái từ rất rất hay dùng cái từ один раз đấy. Да. Trong khi đó cái từ один раз tiếng Nga nó là однажды. Đấy. Однажды. Đấy. Đó, người Nga người ta không nói один раз mà người ta nói однажды. Thế còn người Việt Nam thì dịch từ tiếng Việt sang là từ cái một lần đấy thì là hay dùng cái từ один раз đấy. Đó. Mặc dù là về ngữ pháp thì là không sai. Thế nhưng mà về ngữ nghĩa thì là sai. Ngữ nghĩa sai ở chỗ tức là người Nga người ta không nói như vậy đấy. Đó. Người Nga nói là однажды đấy. Однажды. Однажды он с другом, да? Он с другом, да? Разговаривал о бабушке, да? Да. Однажды мальчик. Мальчик. Однажды мальчик. С другом, да? З. С, не вы так за, да? С другом. Мальчик с другом. Однажды мальчик с другом беседовал. 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 Беседовал, то есть thảo luận, trao đổi, да? Thảo luận, trao đổi. Однажды мальчик с другом беседовал о бабушке. О его бабушке, да? Бабушке. Бабушке. Однажды мальчик с другом беседовал о его бабушке. Так. Так, с другом. Так. По имени Вити. Витя, да? Другом. Да. По имени. Cùng một cậu bạn tên là, да? Витя, да? Витя. Так. Однажды мальчик с другом по имени Витя беседовал о его бабушке. Có thể nói như vậy, chúng ta gộp thêm được cái câu để chỉ cái tên của cậu bé là gì đấy. Đó. Однажды мальчик с другом по имени Витя беседовал о его бабушке, да? Так. Да. Так, хорошо. Что Витя сказал? Что Витя рассказывал? Витя сказал, что бабушка мальчика, да? Бабушка, да, бабушка мальчика. Да? Бабушка мальчика очень хорошая, да, и ее все любят, да? Да. И ее все любят, да? Ее все в деревне любят, да? Да. Любят. Потому что, почему? Потому что она много знает, и она всем помогает, да? Да. И она всем помогает. Вот так. Потому что она много знает, и она всем помогает. Так вот. Так, хорошо. Даже она вылечила человека. Thậm chí mà bà còn chữa được bệnh cho cái người mà cái người đó uống thuốc không khỏi. Chúng ta thử nói cái câu đó nào. Thậm chí là gì? Даже она вылечила. 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 Trọng âm rơi vào ư đấy. Trọng âm rơi vào ư. Вылечила. Она вылечила. Вылечила. Да, вылечила. Она вылечила. Человека. Человека, да? Вылечила человека. Mà người đó uống thuốc không khỏi.
которому которому лекарства не лекарства помогали, да? помогали. Не помогали. Помогали. Не помогали, да? Но. Так. Даже она вылечила человека, которому лекарства не помогали. Не помогали, да? Помогали. Вот так. Хорошо. Вот. Вот почему мальчик, восхищается бабушкой? Почему мальчик восхищается бабушкой? Каунелязина. Почему мальчик восхищается бабушкой? Tại sao cậu bé lại khâm phục người bà của mình? Почему мальчик восхищается бабушкой? Восхищается. Чем? Sử dụng cách năm đấy. Khâm phục đấy. Восхищаться là khâm phục. Đấy. Khâm phục ạ. Восхищаться. Кем? Кем? Đấy. Đây là một trong những động từ mà đòi hỏi bổ ngữ trực tiếp, đòi hỏi bổ ngữ ở cách năm đấy. Восхищаться кем? Чем? Đấy. Восхищаться бабушкой. Да? Почему мальчик восхищается своей бабушкой? Да? Потому так, что он своей. Увиден. Да? Потому что он увиден. Ну, что он увидел? Увиден, что? Потому что он узнал, да? Узнал. Да? Что его бабушка. Его бабушка. Его бабушка очень добрая, да? Да. Очень добрый человек, да? Добрый. Его бабушка очень добрый человек, да? Человек. Да? Много знает. И много знает. Много знает, да? И да. И правильно. И правильно. Да, и правильно. Все делает, да? Да. Да? Добрый человек много знает и правильно все делает, да? Вот. И он понял, что бабушка хочет, чтобы он самостоятельно все делал для себя, да? Да. Да? Да. И самое главное, что он понял, cậu ta hiểu rằng, да? Он понял, что бабушка хочет ему. Ему помочь, да? Да. Помочь. Бабушка хочет ему помочь, да? Стать взрослым человеком, да? Взрослым человеком, да? Giúp cho cậu trở thành một người lớn, да? Да. Да. И взрослым человеком, да? Бабушка хочет ему помочь стать взрослым человеком, чтобы да, все делать. Да, чтобы он сам все делал для себя. Для да. себя, да? Для себя. Да, для себя. Вот так вот. Так вот. Вот как сейчас. Как ты думаешь, сейчас что происходит в нашем обществе? Что? Что сейчас? Происходит в нашем обществе, да. в обществе. А что сейчас происходит в нашем обществе в плане да. воспитания детей? В плане воспитания детей. Đó. Theo em thì bây giờ có chuyện gì đang xảy ra ở trong xã hội của chúng ta trong cái việc giáo dục trẻ em? По-моему, да? Да. По-моему. Cố gắng sử dụng những cái cấu trúc câu thật đơn giản đấy. Родители. Да. Родители. Сейчас, да? Родители. Сейчас родители
уже залили. А сейчас родители неправильно. 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 Воспитывают. Воспитывать Воспитывают своих своих детей, да? детей. Да. А, да? Сейчас родители неправильно воспитывают своих детей, да? А так, бây giờ em nói câu là họ làm thay chúng tất cả mọi việc. Они Они делают, они делают, да? Они делают. А все делали дела за детей. родить Да? Họ да họ làm тất cả mọi việc thay cho bọn trẻ con, đấy. да Thay cho bọn trẻ con. À, cho nên là bọn trẻ con khi đã lớn tuổi rồi mà không biết làm việc gì. да Поэтому поэтому дети уже выросли. дети уже Выросли. Выросли, вырос да? Дети уже прав выросли, но но не не умеют не делать дела домашние дела. наше дело А, дела. Chào ông rơi да vào đây đấy. Домашние наше дела, да? дело А, домашние дела. Số nhiều là дела. да Дело, дела, дела, дела дела, да? А, дело дела thì là số ít, дела là số nhiều, да? да А, поэтому дети уже выросли, но не умеют делать домашние дела. А, как убирать, готовить, да? да Как убирать, хорошо так, готовить, да? готовить Готовить, да? Так, а также, да? Готовить, так, это же нам. Готовить, вот, да? Да. Так. А также планировать планировать свою жизнь, да? свою жизнь. Да, да? Да. Và cả cái việc а также, да? А также là А và cả cái также. việc, да? А также планировать свою жизнь, да? Планировать À, да? свою Cho nên là bọn жизнь. trẻ con mặc dù đã lớn rồi nhưng mà không biết làm những việc nhà, ví dụ như là dọn dẹp hoặc là nấu nướng, đấy. À, và thậm chí kể cả cái việc là lên kế hoạch cho cuộc sống của mình, đấy. Да. Ну вот так. Дети сейчас не умеют это делать. Потому что взрослые за них делают, да? Да. Да? Thế bây giờ em dịch câu là thậm chí bố mẹ còn cố gắng làm ra thật nhiều tiền cho đến hai ba thế hệ sau con cháu không phải làm việc. Câu này nghe nó phức tạp thôi, nó dễ nói mà, đấy. Да. Đấy. Và thậm chí là gì? Даже Даже, đấy. Даже. родители Родители стараются стараются заработать, да, заработать больше денег, больше денег, да? да. Для Двух, трех, для двух, трех последующих последующих поколений. Thấy chưa nào? Nói tiếng Việt thì nghe cực kỳ phức tạp nhưng dịch sang tiếng Anh lại cực kỳ đơn giản đấy. Vâng. Thậm chí là bố mẹ còn cố gắng làm ra nhiều tiền hơn để Vâng. cho hai ba thế hệ tiếp theo đấy. Đúng không nhỉ? Для Ok. двух трех последующих поколений đấy. Đấy. Thậm chí có bà còn nói là gì nào? Даже мои внучки, đấy, đấy, даже мои внучки, мои Даже. денег не сидят, đấy, đấy. Có bà nói là gì nào? Одна дама, đấy, одна дама. Trong trường hợp như này chúng ta sử dụng cái từ дама, không sử dụng từ женщина mà dùng дама, đấy. Dama nó ở đây nó có nghĩa là gì? Nghe nó vừa nghe nó có vẻ như là trịnh thượng đúng không? Đấy. Thế nhưng mà lại có tính châm biếm, đấy, lại có tính châm biếm. Anadama, даже говорила, đấy, говорила или сказала, đấy, сказала, đấy, сказала. Что?
что ее внучки, Внучки. ее внучки не сидят, не сидят, а заработанные ей деньги, да? Đó. Thậm chí là các cháu của bà ấy đấy, thậm chí các cháu của bà ấy cũng còn không ăn hết cái tiền bà làm ra đấy. Заработанные ей деньги, да? Да, так. Одна дама даже сказала, что ее внучки не сидят. Не сидят, или không thể ăn hết được. Да? Даже ее внучки не сидят, заработанные ей деньги. Да? Да. Sao lại có từ dây ở đây hả thầy? Ей, ей, ей là gì? Nó đi cuối từ nào ạ? Ей ở đây là ей, ей, ей ở đây là cách năm đấy. Đó. Cách năm. Đây là gì nào? Im, ôn là im, đúng không? Ôn là im, Anna thì yay đấy. Zarabotani Được. kiem. À, Được làm việc, được làm ra bởi ai? Đấy. được. Những cái đồng tiền được làm ra bởi ai? Được. Đó. Tức là gì? Các cháu của bà, cháu này, Vnuchki, tức là các cháu gọi bằng bà đấy. Các cháu của bà đấy. Đó. Các cháu của bà là con còn thậm chí bà còn nói pravnuki đấy. Pravnuki. Pravnuki. Pravnuki đấy, pravnuki có nghĩa là các cháu gọi bằng cụ đấy, đấy. Các cháu bà gọi bà bằng cụ đấy. Như sinh đấy, cũng không thể ăn hết cái tiền mà bà làm ra cho chúng được đấy. Вот так вот. Ну это такая сейчас логика в обществе, да? Đó. Có nghĩa là đó là gì là đó là cái tư duy logic, cái logic bây giờ logic như vậy trong xã hội. Это принято, да? Это принято в обществе. Logica đấy, đó, đó là cái một cái logic mà hiện nay ở trong xã hội đang được công nhận đấy, đó. Đó. Các ông các bà là cố gắng là làm ra thật nhiều tiền, mua thật nhiều nhà đấy, đó, Thành tích đại dịch tích tích cóp thật nhiều vàng đấy, đó, nhỉ. rồi tiền gửi khắp nơi đấy, đó, đó là gì? Và tự hào nói rằng là thậm chí là các cháu gọi bằng cụ là các cháu gọi là cháu chắt của bà cũng không thể ăn hết tiền bà làm ra. Ну вот так вот. Так что это очень опасная, можно сказать, что очень опасная логика, да? Вот так. Так вот, это хорошо, это то, что мы говорили, то, что мы говорили о тексте, который мы учили в прошлый раз, да? Đó là cái bài đọc mà chúng ta đã đọc lần trước. Chúng ta thấy rằng là cái chuyện bài đọc nó là một phần, nhưng mà nó là cái chủ đề để chúng ta phát triển cái khả năng nói đấy. Đó. Thế vậy thì ở trong này em thấy là gì? Qua những cái bài này, qua những cái câu này thì em thấy là em học được rất nhiều những cái cách thể hiện, đúng không? Đấy. Có phải vậy không? Đấy. Vâng. Cái thể hiện câu từ đấy, cái thể hiện ý nghĩ mà nó khá là gần gũi đối với cái cuộc sống của chúng ta đấy. Đó. Để có thể là nắm được tốt những cái câu này, sau khi mà chúng ta cùng nhau học xong ấy thì em nên xem lại và cố gắng nhắc đi nhắc lại những cái mẫu câu đó. Những cái mẫu câu nào em thích là em có thể là ghi ra giấy, hoặc là em in ra giấy đấy, mình gửi cho bạn rồi xong rồi bạn in ra giấy. Sau đó là Vâng. gì? Chúng ta cầm thỉnh thoảng cho nó nhẩm 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 nói lại thôi. Đấy. Tắt. Vâng. Tạ show. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái bài mới. Tạ, em có ý kiến gì không? Có hỏi gì không nào? Không ạ, em thấy Tất cả đều là đơn giản, đều hiểu hết đúng không? Đấy. vâng, Tạ, thế show. Chúng ta sẽ có là bài bình mới thường là bài nhìn này. Cô nhìn gái tên là nhìn này, đấy. Nhìn này. đây Có động từ vana vatsa. vâng Là gì nào? Là hồi hộp đấy, hồi hộp. hồi Vana vatsa, hồi hộp, lo lắng đấy. Vana đây vatsa. vun Đấy. vun Đấy. Trong tiếng Anh cái từ don't worry đấy, don't worry. Nó giống cái từ nhiều văn nuôi sẽ tiếng Anh đấy, nhiều văn như nuôi sẽ đấy, vâng nhiều văn nuôi nuôi sẽ là đừng cậu đừng lo lắng đấy. lo Astana lắng vitsa, Astana cái vitsa, này là dừng dừng lại biến đấy, đỗ dừng lại dừng dừng lại lại. Astana đó vitsa đấy, perepisu vatsa, perepisu vatsa. Chúng ta trước đây nó có cái khái niệm là người ta cứ viết hay viết thư cho nhau đấy, hay viết thư cho nhau gọi là perepisu vatsa đấy. Perepisu vatsa là viết thư gửi thư cho nhau.
qua lại. À, viết thư qua lại đấy. PD, PD là gửi đi gửi lại mà đấy. Dạ, À, thế bây giờ thư qua chúng ta lại. pisuvatsa là bây giờ chúng ta mà có viết cho nhau thì viết bằng chat thôi đấy. Oniana pisuvatsa đấy, một chat chứ. Đấy, đó, Dạ. gửi tin nhắn cho nhau thôi đấy. Padaichi. Padaichi là Padaichi. Padaichi là đi lại gần ai đó. chúng là đi Padaichi đấy. bắt Padaichi là đi lại gần, đi lại gần bắt ai đó đấy. Đi lại gần, đó Padaichi là cơ đi cả lại gần mua đấy. Đó. Paznakomitsa. cái này làm quen này Làm quen đấy. Paluchit. chỗ chuyện là nhận Nhận được được. Paprasit. Câu này, Paprasit động từ này chúng ta trong cái là bài trước có hỏi rồi đấy. rồi Paprasit là đề đề nghị đấy, đề nghị yêu cầu anh làm cái gì đó đấy. đã đề Pasuchit. nghị Pasuchit. Pasuchit Chúng ta có những câu chuyện cười là sút cả, sút cả. đã Pasuchit là cái này nói đùa đấy, nói đùa, nói vui cái nói đùa. đùa Prelazit. đã Prelazit. Prelazit Prelazit là giống cái động từ paprasit về ý nghĩa là đề nghị ai đó làm cái gì đó đấy. đề Prelazit. nghị Nhưng mà đây lại là chỉ là đề nghị giới thiệu thôi đấy. Ví dụ như là on prelazil ye ruki isirse đấy. Trong tiếng Nga nó có cái câu đó rất phổ biến đấy. Đấy. On on prelazil ye ruki isirse Đến đấy. Sirse đấy. Ruki sirse đấy. Đó. On prelazil ye ruki sirse. Anh ấy đề nghị hay là anh ấy là gì? Đề nghị cho cô ta cả đôi tay và trái tim của mình đấy. Có nghĩa là gì? Là anh ấy muốn muốn là muốn cưới cô ta đấy. Anh ấy muốn cưới cô ta. Cho nên là anh ấy on prelazil ye ruki sirse đấy. Ruki sirse. Ta хорошо. Đó là prelazit đấy. Prisilat Prisilat là gửi đến đấy. Đấy, gửi gửi đến đến prisilat đấy. Đấy. Prisilat là gửi đến. Tác đó là động từ gửi đến. nó là từ xin lát thôi đúng Động từ silat, silat nhưng mà prisilat là gửi đến đấy. đã Gửi đến. Atsilat là gửi đi đấy. Atsilat đã đấy là gửi đi. Tác prisilat là gửi đến cho ai đó. Razirish. là xin phép ai đó Cho phép đấy. Razirish. Serjitsa, chúng ta có từ Serjita. Serjita tức là tức giận đấy. Serjitsa là nổi giận, nổi nóng đấy. Nổi giận. Serjitsa. Serjitsa. Rishuch, rishuch. Resit Rishuch. là giải quyết quyết định. Giải quyết làm cái gì đó. Slujit. Slujit Slujit là phục vụ ở đâu đó đấy. Phục vụ ở đâu Phục đấy? vụ ở đâu đó. Ví dụ phục Động vụ trong giải quân quyết. đội đấy. Vâng. Sapshich, sapshich. Là thảo luận trao đổi như thế. Sắp xếp là thông báo cho đấy. Chúng ta có từ sắp xế nhé. Sắp Sắp xế nhé xế là nhé. tin nhắn đấy. Tin nhắn Đã. trong điện thoại của chúng ta đấy. Tin nhắn trong điện Đã. thoại sắp xế nhé đấy. Anna napisala mnie sapshchenie nhé. Cô ấy viết cho tôi một tin nhắn đấy. Sắp xế nhé. Đã. Tác vụ khá Đã. chọn. Chúng ta xem các tập hợp từ. Các tập hợp từ có cái gì nào? Sắp xả sắp xịt. Sắp Sắp xả sắp xịt là gì? Là gửi Là báo cho ai đó. Ca vâng mù thì sử dụng gửi tin với cách ba đấy. Sắp sách ca mù brat tu của vân vân đấy. đã Padkhajit Padaichi đi đến gần này đó và sử dụng tự cấu trúc là gì? Cự ca mù đấy. Ca mù. Ca mù đấy. Đó trên đã năng là ca mù cách ba. Tạ đi đến gần này đó. Cự chi bia cự nhì đấy. Đi đến gần này đó. Prelagat prelajit đề nghị cái gì đó. Ca mù Prelagat cũng là ca mù prelajit đấy. Ca mù. Mnie chibie vân vân đấy. Đó. Prasit paprasit là cũng là đề nghị ai làm cái gì đó. Lúc đó thì sử dụng cách 4 kavo đấy. Kavo. Rasirjitsa là nổi giận với ai đó thì sử dụng nakavo. Nakavo đấy. Đã. Paluchat paluchit là nhận, nhận cái Nhận gì? tôi. Nhận có thể otpus pismo pasunku. Pasunku là một cái gói bưu phẩm đấy. Đã. Perivot, perivot là tiền chuyển. Tiền người ta chuyển theo bưu điện đấy. Perivot. Dùng cái từ Tiền. perivot có nghĩa là chuyển tiền đấy. Nhận nhận Đã. tiền chuyển theo bưu điện. Sắp xe nhà nhận tin nhắn đấy. Priglase nhà nhận lời mời. Yen ghi là tiền. Cứ nhi ghi là sách đấy. Đó. Cứ nhi ghi là sách. Ta khá số Prislat Prislat. Gửi Gửi đến. Gửi đến thì có thể là gửi cái gì? cái gì? Viesi Gửi producti chai. Atkritku. Atkritku là một tấm bưu thiếp. Padarak là quà tặng đấy. Đó. đấy. Peripisuvatsa. Peripisuvatsa là trao đổi thư từ với ai đó. Sbratan drugam vân vân.
Знакомиться, cái từ này chúng ta biết rồi, làm quen với ai đó đấy, làm quen với ai đó ở cách năm. Останавливать là dừng lại, dừng ai đó lại. Где? Dừng lại ở đâu? Гасить, à đây là gì? Dừng lại. Останавливаться cái đuôi xe là động từ phản thân. Mình tự dừng lại ở đâu đó. Dừng lại nghỉ ở khách sạn. Отель. Đây là в отеле. В отеле. Đây là đọc cứng, đọc cứng. Bởi vì đây là ngoại lai mà, đọc в отеле. Không phải chen mà là тен. В отеле. В отеле. Cái chữ te, chữ tờ trong tiếng Việt đấy. В отеле. Nó đọc cứng em ạ. Từ này nó đọc cứng. Так, в отеле. Санаторий là ở trong khu nghỉ dưỡng đấy. Ваши жилища là ký túc xá. Служит где? Служит là phục vụ ở đâu đó. Phục vụ ở trong quân đội này. На границе ở trên biên giới này. В России, đấy, vân vân, đấy. Đó. Вот так вот. À, хорошо. Thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã xem một số phần từ mới. Bây giờ mình sẽ gửi cho bạn hai screen màn hình đấy. Hai screen màn hình. À, thực chất ra thì ở đây là mình chưa kịp đánh trọng âm cho bạn đấy. Đó. À, nghĩ rằng là bạn sẽ có thể là tự tìm hiểu giúp mình. Так. Và đây sẽ là cái bài chúng ta sẽ trao đổi hôm sau chúng ta sẽ học đấy. Hôm sau chúng ta sẽ học. À, thế như vậy là ví dụ như là bạn mà đọc mà có cái gì không hiểu thì không lấy làm lo lắng, bởi vì chúng ta sẽ học nó mà đấy. Đó. Và sau đó trong bài sau thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ trao đổi luôn đấy. Trao đổi, thảo luận luôn. Thảo luận để chúng ta nâng khả năng nói luôn. Так вот, хорошо. Thế như vậy bài học chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy. Vâng. Так. Em có câu hỏi, có ý kiến gì không? Em về cách học thì không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà em muốn làm sao để cố gắng thì để em được nói nhiều cho nó tiến bộ rồi. Dạ. À, hiện nay mình đang là gì nào? Mình đang làm theo cái dạng, tức là gì, là mình hướng dẫn bạn nhiều hơn đấy, hướng dẫn bạn nhiều hơn những cái cấu trúc câu đấy, cái cách nói thể hiện cái ý nghĩa của mình đấy. Đấy, như trong cái bài vừa rồi là chúng ta làm việc suốt là hơn 30 phút là chúng ta chỉ có luyện nói thôi đấy, luyện nói. Và khi mà vấn đề ở chỗ là như thế này, là khi mà mình cảm thấy bạn khó nói thì là mình nói luôn. Thấy chưa? Đấy là cái cách làm việc của mình đấy. Cách làm việc của em mình thấy là hôm nay là nói cũng khá là nhiều. Mình thấy mà bạn là ngập ngừng một cái là mình nói luôn để làm gì, mình khỏi mất thời gian đấy, mình không mất thời gian chứ mình không đợi, không đợi bạn nói. Bởi vì sao? Nếu bạn đã khó nói rồi có nghĩa là bạn sẽ gặp khó khăn, vậy thì mình nói luôn để cho bạn có cái điểm tựa là đáng ra phải nói như vậy đấy. Đó. Vâng, đúng rồi. Nó bất tạc một. Cái cách nói của mình là gì, mình không câu giờ, tức là mình làm việc liên tục. Đó. Thế mình nghĩ rằng là cái điều đó tốt cho học sinh, và học sinh chỉ cần là gì nào, học sinh chỉ cần là theo thôi, cũng phải theo cái temp là cái nhịp độ đó đấy, theo cái nhịp độ đó đó, thì và nó sẽ kích hoạt cái khả năng nói của bạn lên đó. Thế còn tất nhiên là gì, nếu như là em mà muốn mà chủ động nói nhiều hơn ấy, thì có một số bạn làm theo cách như thế này, cũng là học theo kiểu như thế này với em đấy, nhưng mà các bạn lại viết bài trước. Bài trước. Các bạn viết một cái bài trước, viết ngay trong chat, thì bạn trả viết ngay trong cái chat chat Sky này đấy. Bạn viết ngay vào đây, sau đó là gì, mình copy ra, mình đặt vào trong phần mềm này, và sau đó là chúng ta cùng sửa cái lỗi sai của bạn ở chỗ nào đấy. Đó. Vâng. Thế vậy thì để làm cái việc đó thì bây giờ là bạn có một cái bài này mình gửi cho bạn rồi đấy. Nếu mà bạn thích viết một cái ý gì đó thì bạn có thể tự viết trước đấy. Đó là gì nào? Sẽ lạm dụng bạn một chút là gì, bạn sẽ phải bỏ một chút thời gian ra đấy. Đó, bạn chuẩn bị trước cho mình đấy. Đó, thì tất nhiên là cái việc đó học là có lợi cho bạn thôi, đúng không đấy? Đó. Về nguyên tắc của mình là gì, là mình chỉ làm việc với bạn là cố gắng làm việc ở trong cái khung giờ của mình đấy. Khung giờ của mình làm sao là không bắt bạn phải làm việc nhiều hơn. Bạn thấy rằng là mình cũng không ra bài tập nhiều lắm, đúng không đấy? Đó. Thế còn nếu như bạn muốn chủ động mà bạn muốn tự nói tự viết những cái ý tưởng của mình ấy, thì bạn có thể viết trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng xem qua đấy. Đó. Có một vài bạn là làm thích làm việc theo cái kiểu đấy đấy, làm việc như thế nó rất tích cực và nó bắt buộc bạn phải là động não một chút đấy. Đó. Đấy. Những người đó là những người không lười, nói thật là như thế đấy. Thế còn có một số bạn thì là gì, là các bạn cũng không muốn viết, là các bạn cứ đợi đến giờ xong làm việc với thầy thôi đấy. Đó. Thì là cái hiệu suất thì nó sẽ kém hơn đấy. Đó. Mình thường nói các bạn là gì, cái thế mạnh của mình ấy, thế mạnh của mình là giáo viên dạy các bạn ấy, thế mạnh của mình là nói, giao tiếp.
mình có thể nói rất nhiều, nói rất nhanh đấy đó. Thế vậy thì các bạn nên khai thác mình cái khả năng đó đấy. Dạ Chứ vâng. không đi vào học thụ động. Học thụ động tức là gì? Thầy giao cho một cái bảng bảng ngữ pháp, xong bắt đầu ngồi nghiền ngẫm, xong bắt đầu thầy giao cho cái bài tập, thế là ngồi làm như thế nó nó cũng được, nhưng mà nó hiệu hiệu quả nó thấp. Mình thích là kích hoạt nói tức thời đấy, tức thời thì Vâng. làm cho bộ não mình sau 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 cái bài học với mình thì là bạn sẽ thấy là lúc nào cái tiếng của thầy nó ong ong ở trong đầu đấy. Đó thực Long nói là như thế đấy đó. Thế là lúc đó là gì, là bắt buộc là bạn phải nhớ đấy đó. Так, ну хорошо. Спасибо, спасибо. До свидания, До увидимся, да? Увидимся. свидания. Спасибо, до Хорошего свидания, дня. пока. Пока.